đứa coi mấy cái máy quay phim này nè, sao đứa nào muốn quay thì đứng đây quay, mà để permanent luôn á, rồi đi get off the cái sân khấu. Ok, đúng chưa? Bỏ lên đi rồi cứ bỏ không à? Để nghe lỗ mũi anh nó ngợp. Ở phía sau lưng này có chậu nhang mấy con, không có để cái chậu sao mà cắm. Đi kiếm ở đầu cắm nhang để ngoài sau lưng này nè. Ngay ngay chưa, ngay chỗ này à. Để đây nè. Chúc mấy con đi, đứa nào muốn xin cái gì lại đây. Ừ, đúng rồi đó. Dòng phía sau này còn đám cắm, cắm ngoài này thì chúc mỗi đứa đi cắm. Đi xong chưa? Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha, Nam mô Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ, Nam mô Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Long Dương Nhạc Phụ, Nam mô Long Mẫu Nhạc Mẫu. Nam mô Ngọc Thiên Đại Đế, Nam mô Ngọc Thiên Đại Mẫu. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hồng Thiên Sông Núi nước Việt của trăm họ Việt Nam. Thì nhiệm buổi lễ hôm nay có Thái tử Thiên Hoàng, Thiên Nhãn, Ngô Tuấn Kiệt, Công chúa Thuận Bình, Mai Thảo, Công chúa Quyền Châu, Hạnh Thảo cùng các đệ tử đông đủ thành tâm tổ chức buổi lễ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Milpitas, Bắc Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Bây giờ là thời khắc quan trọng của cuối hạ quan, cuối thận thế, cuối của cái cuối, cuối cùng của cái khổ, tận cùng của nỗi khổ, thống khổ của dân tộc Việt Nam, đối rất chính trị, nội bộ. Đất nước, tất cả các cái ác, đất nước ác, thể chế ác, con người ác, những tà giáo yêu mị, những con người tâm ác luôn luôn chống lại trời, nghịch thiên, chống lại Phật, chống lại những người chánh nghĩa, chống lại luật nhân quả, chống lại nhân loại, chống lại lương tâm của chính mình. Tất cả họ đều đồng bộ, tức là cùng một lượt, đều sẽ bị tiêu diệt, ra đi mãi mãi bởi nghiệp quả của họ gieo mang. 3.000 năm sau, chỉ còn lại những đứa con ngoan, thánh thiện, những đệ tử họ Thiên có chánh kiến, đầy đủ bi chí dũng, đã vượt qua 3 cuộc sàng lọc để sẵn sàng phò Minh Vương cùng Phật Di Lạc lập hội Long Hoa, lập đời Thượng Quân Thánh Đức trên quả địa cầu này. Chỉ còn người hiền đức, chỉ có đạo Cha ban ra, đó là đạo Thiên Tâm. Trên đất Việt, do con trời khai thiên, vương quốc nước Việt sẽ là nước trung ương lãnh đạo thế giới về tâm linh lẫn kinh tế trong tương lai. Những ngày qua, thiên tai bão lụt gia ghi đã tàn phá miền Bắc nước Việt, chết chóc tan thương, những tổn thất, những con mất cha, mẹ xa chồng, mẹ xa con, chồng xa vợ. Nhưng vẫn chưa ngưng, trong những ngày kế tiếp còn thêm địa chấn đối rách sẽ tiếp tục cho đến khi nào Phật Di Lạc xuất hiện, Minh Vương được đặt chân trên đất mẹ thay cho hội ngộ muôn người quan ca thì mới chấm dứt.
Nên giờ ai thuận thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì tất vong. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, ngày tốt, ngày 17 tháng 9 năm 2004 dương lịch. Con Thái tử Thiên Nhãn nhân danh Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đại lễ chiêu đãi những hồn thiên sông núi nước Việt Nam, thiên binh thiên tướng từ cõi trời nhận lệnh cha để phò tá con. Thái tử Thiên Hoàng về lại đất mẹ Việt Nam, lên ngôi hoàng đế thành lập Thiên Quốc với niên hiệu là Thiên Việt. Cửu vị thần rồng sông Cửu Long đồng chầu quy lệnh, long lân quy phụng, tập hợp chung về đây để phò tá Minh Dương. Mong các chư vị hiển linh đến chung vui tiệc này trong cõi vô hình và phò trợ những người có sức mạnh trong cõi hữu hình. Chính thức ra lệnh cho Long Hổ chào đón Minh Vương trong ngày khải hoàng, đồng thời con cũng tuyên bố Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban chiêu chỉ ra lệnh cho các thiên binh thiên tướng xuống trần để đập tan những thế lực cường quyền ác bá, xóa bỏ năm cái ác để cứu nước Việt khỏi cảnh lầm than thống khổ, thoát ách nô lệ của giặc Tàu, đem lại nền kinh tế vững chắc phát triển cho nước nhà, thành lập một cường quốc, một thiên quốc lãnh đạo tinh thần cho toàn thế giới, cứu độ chúng sanh, lập đời thượng quân thánh đức. Tất cả các vị thần rồng nay đã ẩn nhiều nghìn năm, hôm nay cũng đã xuất hiện trên đất nước Việt qua mưa bão lũ lụt từng rồi, để sẵn sàng chờ đón Minh Vương về nước một ngày rất cận kề để cứu nguy dân tộc đang lầm than đói khổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cung thỉnh tất cả các vị về quy tụ đầy đủ núi Thiên Long Sơn này để dự buổi tiệc do các đệ tử Hội Thiên thành tâm chuẩn bị trong những ngày qua. Con xin cung thỉnh cha mẹ các chư vị về trên và các vị hộ pháp dự buổi tiệc vui vẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. Power off. Mấy con đốt nhang được. Power on. Mấy con đốt nhang được. Nhang mấy bạn bên đây nè. Thêm mới nhang đốt trên này. Đốt ngoài kia kìa. Đốt ở đây cây rồi đốt ngoài kia. Chỗ này một chút á, thì do đứa nào muốn thánh riêng cái gì á, thánh riêng còn bây giờ ăn. Đi một hàng mẫu rồi đốt hết rồi. Quay qua quay lại.
huynh đệ tỷ muội ở Thiên Đình. Bây giờ nơi đây đưa bữa tiệc của mấy đứa đệ tử. Long Bạch Long không quay bên kia à, cùng các thánh ở nước Việt Nam núi trắng Bình Long Thanh Long nay về núi kêu giờ áo xanh áo đỏ gì á, mình cứ đứng phía bên đây chụp hình mấy chị dùng tiệc ở bển, không đứng đây chụp hình được nè. Áo vàng áo xanh áo đỏ á, gì qua đây. Mấy con muốn qua chụp hình thì qua góc đây đi. Bắt đầu đi bác chưa hỏi dùng đó. Chết cha, mấy con có bưng một cái gì lên cho ông con hàng nhá không? Ok là có làm. Cái gà đi ra đi chụp chung này nha. Để cái chụp chung đi, không có chụp riêng đâu. Bây giờ tất cả giờ quay sau lưng này chụp nha. Mẫu ở đây rồi. Ok rồi, nó ra đây chụp. Nói con đứng sau lưng nè, có ở đây được rồi. Dài dài đây nè. Đứng ngoài này, còn ở bên kia để cho mấy vị dùng tiệc. Mẫu ở đây mẫu. Rồi kiếm mấy cái cho mọi người ngồi lên. À, mấy con cứ bu xung quanh vậy đi. Bên kia mới dùng tiệc, còn mình bên đây mình chụp hình. Thôi em vô luôn đi, thì khó rồi mất. Rồi kiếm cái ghế. Cái nào kéo ghế này lên đây chơi mẫu rồi.